mươi 352 phong tiểu vương ra cứu chàng. Tả thanh vũ lời này là cố ý đề cao thanh âm, sợ phượng vũ nghe không thấy dường như. Nếu là chân chính quan tâm phượng vũ người, lúc này sợ là đã sớm dậm chân. Chính là phượng đại phu nhân cùng phượng lưu thấy phượng vũ chịu nhục, hai người liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một mặt màu tím. Phượng vũ lòng bàn tay hơi hơi nắm tay. Này đó khó nghe nói, đặt ở bất luận kẻ nào trên người, đều sẽ không thờ ơ, bởi vì người sống một khuôn mặt nhưng là phượng vũ lại so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ cử cấp linh sư đặt ở bắc cảnh thành kia xem như không tồi thực lực chính là ở cao thủ nhiều như mây đế đô thật sự không đủ xem phượng vũ không phải bị người khi dễ không hoàn thù người liền ở nàng dục đứng lên thời điểm phượng tiểu vũ một đạo thuộc lạc thanh âm từ sườn biên vang lên đây là một đạo thanh linh rộng nam không chỉ có phượng vũ mọi người đều nghe thấy được đại gia sôi nổi quay đầu đi xem lại thấy bên phải thụ trên tường một vị linh động thiếu niên chính khoan thay ngồi cười hì hì nhìn phượng vũ tươi đẹp ánh mặt trời từ hắn phía sau phóng ra mà đến phản quang trung thiếu niên mông lung mà mê ly mỹ làm người kinh tâm động phách thiếu niên trên mặt rào rạt tươi cười trên người mang theo ánh mặt trời hơi thở làm người không khỏi tâm tình biến hảo phong tầm ở đây người đều sôi nổi kinh hô ra tiếng. Phong tầm. Phong gia tiểu vương gia, vị này ở đế đô danh hào cũng không nhỏ tố có đế đô tiểu bá vương chi sưng, bởi vì phong bắc vương liền như vậy một vị con một cho nên vương phi phi thường nuông chiều hắn. Kết quả sủng ra tới một vị tiểu bá vương, ăn chơi chắc táng lên quả thực làm người đau đầu. Tất cả mọi người biết, có thể làm phong tầm nghe lời, cũng chỉ có một người quân thái tử nhìn đến phong tầm ở đây rất nhiều phu nhân tiểu thư trước mắt đều vì này sáng ngời bởi vì phong tầm không chỉ có thanh niên tài tuấn hơn nữa thân phận tôn quý hắn là trừ bỏ quân lâm uyên chi vị đế đô thiếu nữ đệ nhị muốn gả người phượng tiểu vũ phong tầm từ đầu tường nhảy xuống kia thon dài cánh tay ở phượng vũ trên đầu thân mật xoa xoa tươi cười ánh nắng tươi sáng làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác người ánh mắt nhi hướng chỗ nào xem đâu ta tại đây a à trong lúc nhất thời, trung quanh rất nhiều thiếu nữ sắc mặt đều vì này cứng đờ. Phong tầm cùng Phượng Vũ rất quen thuộc sao? Phượng Vũ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, móng vuốt. a à, Phong tầm vẻ mặt mờ mịt. Lấy ra, Phượng Vũ ghét nhất người khác chạm vào nàng đầu, đen đùi. Nga, thấy Phượng Vũ nhíu mày, Phong tầm chuyển biến tốt liền thu, hắn sửa vì chụp Phượng Vũ bả vai, tươi cười rào rạt, người cũng tới mừng thỏ. Ai, loại này yến hội phiền muộn đã chết, đi 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 ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Phượng Vũ dẫm hắn một chân. Phong tầm oa một tiếng nhảy dựng lên, biểu tình khoa trương lên án Phượng Vũ, uy, Phượng Tiểu Vũ, ngươi cư nhiên dám dẫm ta. Đánh nàng, mau đánh nàng, tả thanh Vũ nắm chặt nắm tay. Vẫn hận ánh mắt nhìn chầm chầm Phượng Vũ, cơ hồ muốn đem Phượng Vũ nhìn chầm chầm ra một cái động tới. Tả thanh Vũ vẫn luôn đều âm thầm thích phong tầm, tích khó có thể tự kềm chế, đã ám chỉ mẫu thân rất nhiều lần đi phong ra nghị thân sự không nghĩ tới hiện tại lại nhìn đến Phượng Vũ cùng phong tầm như vậy thục ghen ghét nàng mau cán lợi. Chính là Phượng Vũ khí thế lại so với phong tầm càng đủ, nàng cười lạnh nhìn chầm chằm phong tầm từ đâu tới đây về nơi đó đi chạy nhanh. Phong tầm liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, để sát vào nàng bên tay, những người đó nói như vậy ngươi, ngươi đều không tức giận sao. Muốn hay không ta giúp ngươi khi dễ trở về. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình. Phong tầm chủ động tới giúp nàng giải vây, Phượng Vũ không cảm động là không có khả năng, chẳng qua không cần. Phượng Vũ đạm nhiên cự tuyệt, tấu chương xong. Chương 353 âm mưu thật mạnh. Phong tầm nhìn chầm chầm Phượng Vũ, thật sự. Ân, Phượng Vũ nói, ta có chính mình biện pháp. Vậy được rồi. Ta liền ở cách vách đâu, nếu ngươi có việc nói nhớ rõ kêu ta phong tầm giơ tay sờ sờ phượng vũ đầu tiểu nha đầu thái dương có một tầng lông tơ thoạt nhìn phi thường đáng yêu đặc biệt là nàng hiện tại phòng lên quai hàm thở phì phì chừng mắt bộ dáng thật là đáng yêu cực kỳ ha 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 phóng phượng vũ còn không có chừng hắn phong tầm liền cười ha hà bay đi phong tầm tới đi mau cũng mau tựa như một trận gió lốc dường như lập tức liền bay đi nhưng hắn tuy rằng đi rồi ở đây người lại đều bị kinh sợ ở Phượng Vũ cùng phong tiểu vương ra như vậy thục. Tiền phu nhân cái thứ nhất dò hỏi ra tiếng thật đúng là nhìn không ra tới A à tả phu nhân sắc mặt có chút khó coi. Một bên triệu phu nhân hỏi, ai đều biết, phong tiểu vương gia cùng quân thái tử quan hệ hảo, hiện tại phong tiểu vương gia cùng phượng vũ như vậy thuộc. Có thể hay không thái tử điện hạ cũng cùng phượng vũ rất quen thuộc. Tiền phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Mới không phải đâu. Nghiêm nghiên không biết từ nơi nào đi ra, nàng lớn tiếng biện giải, là Phượng Vũ vẫn luôn quấn lấy ta biểu ca, vẫn luôn quấn lấy quân thái tử, không biết nhiều phiền nhân đâu. Cái gì, mọi người đều bị cái này đề tài kinh tới rồi. Là thật sự, nghiêm nghiên giơ đôi tay tỏ vẻ, trên đường chúng ta là cùng nhau vào kinh, có một ngày buổi tối ta còn tận mắt nhìn thấy đến Phượng Vũ chạy tới bỏ quân thái tử giường, đáng tiếc a. À. Thái tử điện hạ một chút đều không hiếm lạ, nàng làm Phượng Vũ lan. Này đã là giác mặt bôi nhỏ, Phượng Vũ có thể nhẫn. Bang, một đạo thật mạnh bàn tay trừ hướng nghiêm nghiên. Ở đây người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Là Phượng Vũ. Không ai biết nàng là như thế nào ra tay, đại gia chỉ nhìn đến một đạo màu đỏ nhạt quần áo thổi qua, lại định nhãn nhìn lên, nghiêm nghiên đã che lại sưng to gò má, cả người trình dại ra trạng. Không chỉ có nghiêm nghiên mông, ở đây người cũng tất cả đều mông. Này, này, đây chính là nghiêm gia a à? Phượng Vũ một cái thanh minh hỗn độn phế tài tiểu cô nương, nàng cư nhiên dám trước công chúng nghiêm nghiên. Này không phải ở đánh nghiêm ra mặt sao, trước hết phản ứng lại đây chính là đại phu nhân. Nàng không nghĩ tới Phượng Vũ tốc độ thế nhưng như vậy mau, lá gan lại là như vậy đại. Này trong nháy mắt nàng đầu óc liền có chút ngốc bởi vì nàng ý thức được. Sự tình đã siêu thoát rồi nàng khống chế. Nàng trong đầu hiện lên Phượng Đại Lão ra ngàn dặn dò vạn dặn dò nói. Nhất định phải hào hào nịnh bợ phượng phu nhân, âm thầm đem lễ đưa ra đi, tranh thủ đem hắn bình điều lại bộ sự tình xác định xuống dưới. Chính là hiện tại phượng vũ cư nhiên trước mặt mọi người chiều nghiêm nghiêng một cái tát. Cái này phượng vũ ở đây người, tất cả đều vẻ mặt ngốc. Nghiêm nghiêng phản ứng lại đây, nàng đôi mắt đỏ đậm ánh mắt trình màu đỏ tươi, phượng vũ. Người dám đánh ta, người cư nhiên dám đánh ta, người cư nhiên dám ở nhà ta đánh ta, ta muốn giết ngươi nghiêm nghiên ống tay áo quay cuồng một thanh sâm hàn thủy thủ liền xuất hiện ở nàng trong tay nhìn kia hàn quang lạnh thấu xương thủy thủ ở đây mọi người sắc mặt tất cả đều vì này biến đổi đây là muốn động thật cách a à. nghiêm nghiên khí đỏ mắt thủy thủ chiều phượng vũ trên mặt hung hăng đâm tới ta hủy hoại ngươi mặt ta muốn giết ngươi liền ở nghiêm nghiên chiều phượng vũ phóng đi là lúc phượng vũ một cái nghiêng người tránh đi nàng chân một câu vướng nghiêm nghiên một chân a à nghiêm nghiên trước mắt mất đi phượng vũ cái này mục tiêu, nàng hai chân lại bị vướng, lập tức một đầu chiều cái bàn khái đi. Cái bàn kia vừa vặn thượng một nồi bồ câu non canh. Còn mạo ào ạt nhiệt khí, nghiêm nghiên lại một đầu chui vào đi, năng nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Tấu chương xong. Chương 354 lợi hại. Nghiêm cô nương này một bàn, đúng là tả phu nhân tiền phu nhân này cái bàn, các nàng sôi nổi muốn đi kéo nghiêm nghiên, nhưng đã quá muộn. Nghiêm nghiên toàn bộ đầu đã tẩm nhập canh trong bồn, mãn đầu đều là dầu mỡ nước canh. Bị kéo tới nghiêm nghiên, chán thượng còn chát một con gà gánh, nhìn qua phi thường buồn cười. a à, nghiêm nghiên cả người đều điên rồi, nàng ném ra tả phu nhân người. Nắm trùy thủ liền chiều phượng vũ phóng đi, dừng tay, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên lại là nghiêm phu nhân đỡ nghiêm lão phu nhân từ bên trong ra tới. Nghiêm lão phu nhân hôm nay chúc thọ một thân ám kim sắc hoa văn thọ phục màu bạc sợi tóc không chút cầu thả rán ở trên đầu. Cả người nhìn qua nghiêm túc mà khắc sâu. Nghiêm phu nhân cũng là đồng dạng một chương nghiêm túc mặt cặp kia bị bậc lửa ngọn lửa ánh mắt chừng mắt nghiêm nghiên cho ta dừng tay. Nghiêm nghiên tóc tới là sợ nghiêm phu nhân. Nghe vậy cả giận nàng đánh ta còn đem ta đẩy mạnh canh gà, mẫu thân, khẩu khí này ta không thể nhẫn. Phượng Vũ cười lạnh, liền hứa ngươi bôi nhọ ta, không được ta đánh ngươi. Ngươi khẩu khí này ngươi không thể nhẫn, ta là có thể nhịn. Nhìn đến nghiêm phu nhân ra tới, còn lại phu nhân tất cả đều dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Nghiêm phu nhân tốc tới binh vực người mình, đối nghiêm nghiên càng là nuông chiều đến không được, lần này lại là an gan hùm mật gấu Phượng Vũ động thủ trước nàng lần này, chết chắc rồi a. À không thấy nghiêm phu nhân cùng nghiêm lão phu nhân sắc mặt đều đã khó coi đến cái loại này trình độ sao. Nghiêm phu nhân đối nghiêm nghiên thực hiểu biết, nàng vừa thấy liền biết nghiêm nghiên lại cố ý đi trêu chọc phượng vũ, vì thế, nàng chừng mắt nghiêm nghiên tức giận nói, tuổi cũng không nhỏ. Còn như vậy không lựa lời, ngươi cho rằng ngươi là đồng ngôn vô kỵ sao. Còn không mau đi tày tày. Chính là đi, nghiêm phu nhân nghiêm khắc lên, rất nhiều người nhìn đều sợ. Nếu là lấy trước nghiêm nghiên khẳng định liền thở phì phì đi rồi, chính là hiện tại nàng lại quật cường đứng ở tại chỗ. Trong mắt ngậm một gạt lệ hoa, chính là không rời đi. Nghiêm phu nhân, xin lỗi, thật không phải với. Đại phu nhân cùng Phượng Lưu lúc này mới khoan thai tới muộn. Đối nghiêm phu nhân không ngừng cúi đầu khom lưng xin lỗi, chuyện này là Phượng Vũ không đúng, bất luận nghiêm cô nương nói cái gì, nàng đều không nên trước động tay cho nên nha đầu này ngài muốn đánh muốn chửi muốn sắt muốn quát toàn bằng ngài xử trí đại phu nhân đối nghiêm phu nhân liên thanh xin lỗi sau lại xoay người quát lớn phượng vũ ra cửa phía trước như thế nào cùng ngươi nói muốn ngoan ngoãn nghe lời ngươi đã không phải trước kia phượng vũ ngươi hiện tại không có tu vi lại nơi nào tới những cái đó kiêu ngạo còn không mau quỳ xuống cấp nghiêm cô nương xin lỗi cấp nghiêm phu nhân xin lỗi nghiêm phu nhân đối phượng vũ thái độ thực phức tạp đã từng nàng là chán ghét phượng vũ sau lại nàng không thể không thừa nhận nàng là thưởng thức phượng vũ thậm chí nàng còn một lần muốn cho phượng vũ cho nàng xem bệnh phượng ra như vậy cao quý đâu ra yêu cầu các ngươi tới xin lỗi nghiêm lão phu nhân ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén nói ra nói không lưu tình chút nào phượng tộc như vậy đại gia tộc chúng ta nghiêm ra nhưng trèo cao không nổi phượng phu nhân mang lên nhà các ngươi nữ nhi trở về đi ở đây người tất cả đều thế phượng vũ nhéo đem mồ hôi lạnh bị giáp mặt đuổi đi. Này liền thật sự xấu hổ, về sau phượng tộc còn như thế nào ở xã hội thượng lưu rừng chân? Phượng vũ còn như thế nào ở cái này đế đô rừng chân? Phượng vũ lại lạnh lùng cười, lão phu nhân hào nghiêm gia giáo A, à, cho nên dạy ra nghiêm cô nương không khẩu bôi nhọ nàng người, vu oan hãm hại, hủy người danh dự, vu người trong sạch. Thật là há mồm liền tới, này đó nên sẽ không đều là lão phu nhân ngài giáo đi lợi hại, tấu chương xong. Chương 355 ủy khuất hề hề. Đại gia nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một cái chịu nhục sau hai mắt đẫm lệ mông lung, ủy khuất hề hề, che mặt khóc lóc chạy đi phượng vũ lại ai cũng không nghĩ tới. Phượng vũ dám đảm đương mặt dỗi vị này lão phu nhân. Phải biết rằng, nghiêm lão phu nhân chính là vị kiên cường mà hảo mặt mũi nghiêm túc lão thái thái cùng thế hệ người không ai dám trêu chọc nàng. Phượng Vũ cư nhiên dám đảm đương mặt dỗi a à. Này thật là một vị 13 tuổi phế tài cô nương. Cách vách nam tân khu. Phòng tầm đắc ý rào rạt nói, xem đi xem đi ta liền nói nhà của chúng ta tiểu vũ rất lợi hại đi. Nàng kia trưng cái miệng nhỏ nhanh mồm dẻo miệng đừng nói nghiêm nghiên. Chính là nghiêm lão phu nhân kia đều không phải đối thủ của hắn phong tầm này một bàn ngồi đều là hắn đế đô hồ bằng cầu hữu mọi người đều vô ngữ nhìn phong tầm phong tam ca nghiêm nhiên mới là ngươi biểu muội đi nghiêm lão phu nhân mới là ngươi thân thích đi như thế nào cảm giác ngươi là chạm phượng vũ bên này a à? phong tầm không chút để ý liếc đối phương liếc mắt một cách tiết bốn hóa ra ngươi người này là giúp thân không giúp lý a à? hỏi chuyện người này là tiết bốn tiết thượng thư ra đứng hàng để tứ từ ngày thường tổng đi theo phong tầm bên người chơi, là phong tầm trung thực tiểu đệ chi nhất. Tiết bốn sừng sốt, nhà bọn họ phong tam ca không phải mỗi ngày kêu làm người muốn bênh vực người mình, giúp thân không giúp lý sao. Như thế nào đến vượng vũ này liền thay đổi a à? Những người khác đều ngơ ngác nhìn phong tầm, đối phong tầm thái độ có chút sờ không được đầu óc. Mà giờ phút này, nguyên bản ở chủ vị nghiêm đại nhân đã đứng lên, hắn cao mày, làm người triệt hồi chính giữa nhất kia nói tụ tường. Tức khắc hai bên vừa xem hiểu ngay, Nghiêm đại nhân nhíu mày đi tới, nhìn chằm chằm Nghiêm phu nhân, sao lại thế này? Nghiêm phu nhân còn không có nói chuyện, Nghiêm lão phu nhân đã tạc. Nàng không nghĩ tới Phượng Vũ cư nhiên dám chống đối chính mình, quả thực không thể nhẫn. Làm nàng lăn, làm nàng lăn, làm nàng lăn, Nghiêm lão phu nhân khí tàn nhẫn, quải trượng dùng sức đập vào trên mặt đất, phát ra bang 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 thanh âm. Rất nhiều người nhìn Phượng Vũ, ánh mắt đều có chút thay đổi. Nghiêm đại nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm trầm Phượng Vũ, vị cô nương này là. Phượng gia ngũ tiểu thư, chính là lúc trước vị kia chính mình đem chính mình tu luyện thành phế vật Phượng Vũ. cả phu nhân cao cao tại thượng cười lạnh một tiếng, vẫn luôn đều biết nàng cuồng, lại không biết nàng thế nhưng như thế cuồng vọng, đầu tiên là tay chiều nghiêm cô nương. Lại là chống đối lão phu nhân, một chút giáo dưỡng đều không có. Nghiêm phu nhân nhíu mày, sự tình không thể quơ đũa cả nắm, chuyện này nghiêm nghiên có sai trước đây ngươi còn giúp nàng nói chuyện nghiêm lão phu nhân trong tay quải trượng cơ hồ xử đến nghiêm phu nhân trên mặt rốt cuộc cái nào mới là ngươi khuê nữ ngươi cư nhiên giúp nàng nói chuyện có ngươi làm như vậy nương sao lão tổ tông đừng nóng giận đừng nóng giận nhưng ngàn vạn không cần tức điên thân mình một vị lớn bụng mềm ấm nữ tử một tay đỡ eo một tay phùng bụng cười ngâm ngâm hống lão phu nhân người này không phải người khác Đúng là nghiêm gia nhất được sùng ái đường di nương, đường di nương quay đầu đối phượng vũ nói, phượng cô nương, lão phu nhân thân mình không tốt chịu không nổi khí. Người mau tới cùng lão phu nhân xin lỗi, lão phu nhân nhân từ hòa ái, người một đảo khiểm, nàng liền tha thứ ngươi. Nhưng là không ai chú ý tới, nghiêm nghiên nhìn chầm chầm đường di nương ánh mắt, ánh mắt là cỡ nào sâu thẳm đường di nương là nghiêm lão phu nhân nhà mẹ để cháu gái vợ mới đầu là nàng ngạnh nhét vào nghiêm đại nhân bên người cũng không biết vị này đường di nương làm sao bây giờ đến mấy năm nay nghiêm đại nhân vẫn luôn đối nàng thánh sùng không suy có một lần nghiêm nghiên càng là nghe được nghiêm đại nhân hứa hẹn một khi nàng sinh hạ con nối dõi liền đem nàng nâng đỡ thành nhị thái thái tấu chương xong. chương 356 một mảnh hỗn loạn. Nghiêm nghiên sao có thể sẽ làm đường di nương sinh hạ đứa nhỏ này. Vì thế, nàng liền đem quỷ kế thiết kế đến phượng vũ trên người đi. Nếu hố phượng vũ lại có thể trừ bỏ đường di nương hài tử càng có thể nhân cơ hội hại chết đường di nương giá họa cho phượng vũ quả thực một mũi tên bốn điêu. Không còn có son này càng hoàn mỹ kế hoạch. Nghiêm nghiên trong mắt hiện lên một mặt đắc sắc nàng nhìn chằm chằm phượng vũ phía sau, gật gật đầu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bỗng nhiên, một đạo lực lượng cường đại đẩy hướng Phượng Vũ, lực lượng lớn đến đáng sợ. Phượng Vũ thân mình bị đẩy đi phía trước phi hướng mà đi. Hào nghiêm nghiên trong mắt hiện lên một mặt đắc ý hàn quang. Phượng Vũ lập tức muốn lâm vào từ cục cái gì thù đều có thể báo. Mắt thấy Phượng Vũ nhào hướng đường di nương, mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện lên kinh sắc. Không, cẩn thận, hài từ phượng vũ lao tới thời điểm nàng là trở tay một chảo liền bắt được phượng lưu nguyên lai like thừa dịp phượng vũ chưa chuẩn bị âm thầm hạ độc thủ người kia chính là phượng lưu phượng vũ bị đẩy ra đi nháy mắt một phen túm phượng lưu đem nàng hướng phía trước vung đáng thương phượng lưu tựa như một cái búp bê vài rách nát giống nhau bị vứt ra đi mà phượng vũ ném phương hướng đúng là nghiêm nghiên chạm vị trí Nghiên Nghiên mắt thấy Phượng Lưu vọt tới, đôi tay đi phía trước đẩy, muốn đem Phượng Lưu đẩy ra. Chính là Phượng Lưu hoảng loạn chung lại nắm chặt Phượng Lưu tay, chết đều không buông ra. Phượng Vũ nhằm phía Đường Di Nương thời điểm, mắt thấy liền phải đụng vào nàng, lại ở trong lúc nguy cấp thân hình uốn éo. Ngạnh Sinh Sinh bỏ lỡ rắc tất cả mọi người rõ ràng nghe được một đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm. Lại thấy Phượng Vũ vì tránh đi Đường Di Nương, ở sai khai thời điểm, thân hình ngã xuống mặt đất một trận quay cuồng phanh bắt được cùng nhau phượng lưu cùng nghiêm nghiên bị phượng vũ đạp một chân tu thế không được liền chiều đường di nương phóng đi đáng thương đường di nương mới vừa tránh thoát phượng vũ kia một đợt kinh hồn chưa định là lúc phượng lưu cùng nghiêm nghiên hai người lại ôm thành một đoàn hướng trên người nàng ném tới a à, đường di nương phát ra hết thảm một tiếng tím nhi nghiêm đại nhân trong miệng tuôn ra một đạo kinh hô thân hình nhanh chóng chiều đường di nương mà đi chính là đã quá muộn đường di nương liên tục lui về phía sau lại vẫn là thu thế không được sau này ngã đi tiểu tím nghiêm lão phu nhân duỗi tay muốn bắt nàng lại bị vướng một ngã té ngã ở đường di nương duỗi tay nghiêm nghiên cùng phượng lưu hai người đúng là lăn thành một đoàn thật mạnh tạp hướng nghiêm lão thái thái cùng đường di nương a toàn bộ trường hợp một mảnh hỗn loạn nghiêm đại nhân giận dữ hắn chạy nhanh sông lên đi, một tay một cái sắt lên nghiêm nghiên cùng Phượng Lưu, đem các nàng hai cái quăng ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đem lão phu nhân nâng dậy tới. Nhưng là giờ phút này đường di nương, đã mặt như giấy vàng, trắng bệch vô lực. Nàng vỗ về tròn trịa bụng, khóc cũng khóc không ra. Nghiêm đại nhân không chú ý tới. Vừa rồi hắn trải qua Phượng Vũ bên người thời điểm, có cái gì rơi vào Phượng Vũ trong tay. Phượng Vũ trong tay nắm kia xúc tu lạnh lẽo chìa khóa nháy mắt tiểu thải Phượng kích động nói là này luồng hơi thở đối không sai chính là này luồng hơi thở. Đây là mở ra sao trời mảnh nhỏ chìa khóa. Này không phải sao trời mảnh nhỏ sao. Phượng Vũ nhìn lòng bàn tay kia bông tuyết mảnh nhỏ trong mắt xẹt qua một mặt ngạc nhiên. Đương nhiên không phải. Tiểu thải Phượng kích động ở trong không gian xoay quanh không nghĩ tới cứ như vậy tìm được rồi. Phượng Tiểu Vũ ta cùng ngươi nói. Đợi khi tìm được sao trời mảnh nhỏ, ta liền có biện pháp làm ngươi tấn chức đến linh tông cảnh. Thật sự. Thật sự, tiểu thải phượng kích động nắm tay, nhanh lên cầm chìa khóa đi tìm, vị kia nghiêm đại nhân thực lực có thể so ngươi lợi hại nhiều, hắn một khi phát hiện chìa khóa không thấy, nhất định sẽ điên, tấu chương xong. Chương 357 mở không ra làm sao bây giờ? bốn phía đã loạn thành một đoàn đường di nương khóc kêu nghiêm nghiên biện giải thanh phượng lưu tự bạch cách nói nghiêm lão phu nhân quát lớn thanh toàn bộ trường hợp loạn thành một đoàn lúc này không đi càng đãi khi nào thừa dịp không ai chú ý phượng vũ tránh ở một cây cây cột mặt sau theo sau nàng thân hình nhanh như tia chớp hướng trên đại thụ thoán lại muốn xem cũng đã không có bất luận kẻ nào có thể tìm được phượng vũ trên thực tế trận này diễn phượng vũ vẫn luôn nắm chắc thắng lợi không phải bởi vì nàng thông minh mà là bởi vì phía trước nghiêm nghiên cùng phượng lưu thiết kế này nói mưu kế thời điểm nàng liền tránh ở trên cây nghe xong cái mười thành mười phượng vũ biết phượng lưu muốn đem nàng lừa đến nghiêm gia cũng biết phượng lưu muốn cho nàng ở nghiêm gia bị cười nhạo càng biết phượng lưu cùng nghiêm nghiên muốn mượn nàng tay đi ra ngoài đường di nương sau đó các nàng hại chết đường di nương sau giá họa cho nàng Phượng Diễm Phong vì nịnh bợ Nghiêm đại nhân, chuyện gì đều chịu làm, nếu hắn biết Phượng Vũ Hại chết Phượng Diễm Phong thích nhất tiểu thiếp cùng hài tử, sẽ như thế nào đối nàng. Cái này mưu kế, có thể nói là Phượng Lưu cùng Nghiêm Nghiên Thiết kế đỉnh, chỉ tiếc các nàng vận khí không tốt. Như thế nào đoán đều đoán không được Phượng Vũ sẽ đứng ở trên cây nghe xong cái mười thành mười. Vì thế, Phượng Vũ tương kế tựu kế. Bởi vì nàng yêu cầu trộm được Nghiêm đại nhân ống tay áo chung sao trời chìa khóa. Nghiêm đại nhân thực lực so Phượng Vũ cường đại hơn rất nhiều, sao trời chỉ khóa hắn lại tùy thân mang theo, cho nên bình thường dưới tình huống Phượng Vũ căn bản không có khả năng trộm được. Chỉ có ở hắn biểu tình dị biến, lực chú ý phân tâm thời điểm mới có một chút cơ hội. Cho nên Phượng Vũ tương kế tựu kế, bồi Phượng Lưu cùng nghiêm nghiêm diễn trận này diễn, ở nghiêm đại nhân trải qua bên người nàng hết sức, Phượng Vũ rốt cuộc bắt được nàng muốn đồ vật. Nghiêm gia chiếm địa diện tích rộng lớn, tổng cộng 6 tiến nhà cửa, bên trong lại là đại viện bộ tiểu viện, đình đài lầu, các san sát, mái cong san sát nối tiếp nhau, xem người hoa cả mắt. Cũng may Phượng Vũ tối hôm qua liền tới quá một lần, đã sớm dò xét lộ, đem toàn bộ Phượng Phủ đều thăm dò rõ ràng. Quẹo trái 500 mễ rẽ phải, đi trước 1.000 mét hướng tả phía trước thẳng hành tiểu thải Phượng điều đối sao trời mảnh nhỏ có một loại cùng thân đều tới cảm ứng, vì thế nó một đường chỉ huy phượng vũ đi phía trước hướng không bao lâu ở tiểu thải phượng chỉ huy hạ phượng vũ đi vào một tòa giữa hồ gác mái liền tại đây tòa giữa hồ gác mái tiểu thải phượng kích động này tòa giữa hồ gác mái kiến ở lam hồ trung ương nhất vị trí hồ nước thanh triệt bích thấu gác mái giống như hùng ứng ưng dương cánh muốn bay bởi vì là ở giữa hồ vị trí cho nên không có che đậy vật tầm nhìn rộng lớn vừa xem hiểu ngay Phượng Vũ trong tay nắm kia cái lạnh lẽo chìa khóa, nhanh chóng cắm vào tạp tàu trong vòng. Nàng cần thiết nhanh lên dùng chìa khóa mở cửa ra, nếu không nói, thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Dẫn tới thất bại trong gang tấc. Bên trong là cứu sư phụ sao trời mảnh nhỏ chi nhất, nàng là vô luận như thế nào đều phải bắt được. Nhưng là, này cái trường điều hình chìa khóa Phượng Vũ là cắm vào đi. Nhưng chính là xoay chuyển bất động, thật giống như bên trong có một trường miệng cắn, tạp vẫn không nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chìa khóa không đúng? Phượng Vũ có chút sốt ruột bởi vì nơi này tầm nhìn trống chảy, một khi có người trải qua liền sẽ xem rõ ràng. Hơn nữa, một khi thời gian kéo lâu rồi, nghiêm đại nhân bên kia phục hồi tinh thần lại bắt giữ nàng, kia sự tình liền phiền toái. Trong tay chìa khóa, như thế nào đều mở không ra. Giờ phút này đường di nương đang bị nâng đi xuống cứu giúp nghiêm lão phu nhân chân cũng té bị thương, cũng làm đại phu cấp xem bệnh đường di nương thế nào? Nhất sốt ruột chính là nghiêm phu nhân. Nghiêm phu nhân tuy rằng không thích đường di nương này một thai tấu chương xong. Trường 358 Phượng Vũ sẽ bị khi dễ sao? Nhưng là nàng có thể làm đường di nương bình bình an an đến bây giờ, đã nói lên nàng xác thật là muốn cho nàng đem hài tử sinh hạ tới. Rốt cuộc nàng cũng chỉ có nghiêm nghiên này một cái hài tử nghiêm gia còn có con nối dõi nam đinh. Nghĩ vậy, nghiêm phu nhân dùng một loại thị huyết ánh mắt chừng mắt xúc ở trong góc nghiêm nghiên. Nàng như thế nào liền sinh ngu xuẩn như vậy nữ nhi? Nàng vì cái gì sẽ làm đường di nương vẫn luôn bình bình an an? Bởi vì nàng đã quyết định chú ý chờ đường di nương đem hài tử sinh hạ tới lúc sau lại quyết định muốn hay không động thù nếu là nữ hài cũng liền thôi, nếu là nam hài, đó chính là đi mẫu từ lưu, nàng đem hài từ dưỡng ở chính mình danh nghĩa, chính là này hết thảy đều bị nghiêm nhiên cấp hủy diệt. Nghiêm nhiên cùng phượng lưu đều bị dọa sợ. Bởi vì tất cả mọi người nhìn đến là nàng cùng phượng lưu hai người đâm hướng lão phu nhân, đâm thương đường di nương nếu đường di nương thật sự xảy ra chuyện. Khi hậu quả nghiêm nhiên đã không dám nhìn tới nàng phụ thân sắc mặt. Nghiêm gia Yến sẽ vừa lúc tỉnh Bạch đại phu nhân lại đây, cho nên Bạch đại phu nhân đã bị bắt tráng đinh. Lão phu nhân bên kia là ngoại thương có thể trước xem nhẹ bất kể, nhưng là Đường Di nương bên này. Đường Di nương như thế nào? Nghiêm đại phu nhân thu liễm lòng tràn đầy lửa giận, trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc, nàng là thật sốt ruột a. À. Bởi vì hại người chính là nàng khuê nữ, hơn nữa là tại đây đám đông nhìn chăm chú yến hội phía trên, về sau ra cửa đi lại gian, người khác sẽ thấy thế nào nàng? bạch dược sư lắc đầu tình huống không lạc quan thai phụ đổ máu không ngừng thai nhi sợ là giữ không nổi a à. nghiêm đại nhân sắc mặt khó coi đến mức tận cùng nếu có thể mời đến chúng ta sở dược sư nói nói không chừng còn có một đường sinh cơ bạch dược sư trưởng than một tiếng nhưng hôm nay là sở dược sư cho thái hậu hỏi khám nhật tử sợ là thình không đến nghiêm phu nhân cùng nghiêm đại nhân không có cái này mặt mũi nhưng là phong tầm nghiêm phu nhân vội vã mà đi một phen nhéo phong tầm đại di mụ phong tầm đang ở mãn thế giới tìm phượng vũ đâu bị nghiêm phu nhân nhéo tức khắc khó hiểu mau giúp đại di mụ đi hoàng cung thỉnh sở dược sư người cùng thái từ điện hạ thục nhất định có biện pháp đại di mụ lần này là thật cầu ngươi sinh cái xuẩn độn như lợn nữ nhi nghiêm phu nhân tâm hào mệt a à chính là ta tìm người đâu không có thời gian a à, vừa rồi kia một chút cũng không biết tiểu vũ nha đầu bị đụng vào chạy đi đâu đến bây giờ đều không thấy được người nên sẽ không chiêu người ám toán đi kìa nhà đầu tu vi lại không có làm người lại ngạo khí nếu nhận người ám toán làm sao bây giờ nghĩ vậy phong tầm vọt tới nghiêm nghiên trước mặt một phen nhéo nàng người đối tiểu vũ làm cái gì nghiêm nghiên chính là điển hình ức hiếp người nhà, bị phong tầm một dọa, nàng oa một tiếng liền khóc, ta không phải cố ý, biểu ca ta không phải cố ý là Phượng Lưu. Là Phượng Lưu nói muốn hại chết Phượng Vũ ta mới đáp ứng cùng nàng hợp mưu, đều là nàng chủ ý, đều là nàng ra siêu chủ ý ô ô ô. Phượng Lưu vừa nghe, này còn phải. Nghiêm nghiên đây là đem sở hữu tội danh hướng trên người nàng bắt A. À, một khi nàng trước nói, đại gia khẳng định đều nhận định là chính mình tội đến lúc đó nghiêm nghiên hảo hảo, chính mình liền thảm. Nghĩ vậy. Phượng lưu lớn tiếng nói, nghiêm nghiên ngươi nói hưu nói vượn. Rõ ràng là ngươi tìm ta, ngươi nói không thể làm đường di nương trong bụng hài tử sinh hạ tới. Nếu không sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi, vì thế ngươi xúi dục ta hôm nay đem phượng vũ mang đến, đem nàng đẩy hướng đường di nương. Câm mồm, đại phu nhân tức giận đến một cái tát chiều hướng phượng lưu. Quả thực ngu xuẩn như vậy tội danh có thể tại đây trước công chúng nói sao? Đem nghiêm nghiên kéo xuống nước, nàng chính mình cũng trốn không thoát quan hệ. Đúng lúc này, is quân tiểu làm ngày mai có thể hay không xuất hiện đâu giải hoa tháng 10 ngày đầu tiên, vé tháng đều đổi mới, đại gia có vé tháng có thể cấp tà vương truy thê đầu sao. Khòm lưng tấu chương xong. Chương 359 một mảnh hỗn loạn phượng diễm phong đang cùng một đám người nói nói cười cười đi tới hôm nay hắn riêng tặng nghiêm đại nhân thực quý trọng đồ vật nghiêm đại nhân vỗ vỗ hắn đầu vai hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối diện cười lúc ấy phượng diễm phong liền biết lại bộ tả thị lang vị trí hắn là nắm chắc kiềm chế nội tâm nhảy nhót phượng diễm phong nghe được đường di nương bị thương tin tức liền cùng một đám bạn bè lại đây nguyên tính toán an ủi nghiêm đại nhân một chút nhưng vừa mới đến gần, liền nghe được Phượng lưu tiếng khóc còn có kia cao vút lên án thanh. Vừa nghe kia lời nói, Phượng Diễm Phong cả người đều không tốt. Hắn cả người ngốc lang đương trường. Cái gì, đường di nương sự còn cùng Phượng lưu có quan hệ. Giờ phút này, nghiêm nhiên cũng đã nhảy lên, nàng chỉ vào Phượng lưu tức giận mắng, người mới nói hưu nói vượn đâu. Rõ ràng là ngươi tìm ta, ngươi nói không thể làm Phượng vũ kiêu ngạo muốn thiết kế làm nàng hại chết đường di nương trong bụng hài từ tới cái nhất tiễn xong điêu phượng lưu như thế nào có thể bối này nồi nấu nhảy dựng lên liền phải cùng nghiêm nghiên đánh bang một đạo thật mạnh bàn tay thanh ném đến trên mặt nàng đánh nàng mắt đầy sao xẹt đầu váng mắt hoa người cái này tiện nha đầu phượng diễm phong giờ phút này quả thực phải bị khí điên rồi phải biết rằng hắn vì nịnh bợ thượng nghiêm đại nhân hoa nhiều ít tài lực vật lực nhân lực tinh lực quả thực đều mau quỳ xuống, kết quả đâu, Phượng Lưu cư nhiên sau lưng làm ra chuyện này. Phượng Diễm Phong lúc này giết nàng tâm tư đều có. Phượng Diễm Phong còn tưởng nói chuyện, nhưng là nghiêm đại nhân trực tiếp khoát tay, ý bảo hắn câm miệng. Nghiêm phu nhân giờ phút này cũng sững sờ ở kia. Nàng nhìn nghiêm nghiên nàng đã biết nghiêm nghiên thực xuẩn, lại không nghĩ rằng nàng sẽ xuẩn đến loại tình trạng này. a à, Nội thất truyền đến một trận đau tiếng hô, là đường di nương. Bạch dược sư cười khổ ta là thật sự bất lực các ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Nghiêm phu nhân đột nhiên nhớ tới một người. Phượng vũ đâu? Nghiêm lão phu nhân tức giận đến hàm giang đều mau đau, lúc này tìm kia nha đầu thúi làm cái gì? Làm nàng lan, ta cả đời đều không nghĩ thấy nàng. Chúng ta nghiêm ra vĩnh viễn đều đừng làm nàng tới cửa. Nghiêm phu nhân hít sâu một hơi. Đường di nương là nhất định phải giữ được, nếu đường di nương giữ không nổi, người khác sẽ không nói nghiêm nghiên. Chỉ biết nói nàng cái này làm mẫu thân sai xử về sau nàng ở xã hội thượng lưu thanh danh liền xú. Nghĩ vậy, Nghiêm phu nhân liền càng muốn tìm được Phượng Vũ. Phượng Ngũ cô nương y thuật siêu tuyệt thế gian ít có, nếu có thể tìm được nàng, Đường Di nương cùng nàng trong bụng hài tử khẳng định sẽ không có việc gì. Nghiêm phu nhân chính mắt gặp qua lúc trước Phượng Vũ cứu Ninh phu nhân cảnh tượng chính là, nghiêm lão phu nhân lại cố chấp cực kỳ, nàng cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi cái này độc phụ chính là muốn đường di nương đi tìm chết. Nàng đã chết ngươi liền an tâm đúng không? Mẫu thân! Làm trò nhiều người như vậy mặt bị như thế săn dậy, nghiêm phu nhân kia nguyên bản liền bản khác khuôn mặt thượng, trầm cơ hồ muốn tích ra thủy tới. À đau quá ta hài từ A đường di nương không ngừng khóc la kia thê lương tiếng kêu, nghe nghiêm nhiên cùng phượng lưu hai người sắc mặt trắng bệch các nàng chỉ cảm thấy cuộc đời này không còn có so hiện tại càng tuyệt vọng sự nghiêm phu nhân mặc kệ nghiêm lão phu nhân giận mắng xoay người phân phó đi xuống mau đi tìm phượng ngũ tiểu thư tìm được người lập tức mang nàng lại đây là nghiêm phu nhân trưởng ra nhiều ngày nô bộc đều là lấy nàng là chủ chính là hiện tại phượng vũ nàng hiện tại đang làm cái gì đâu phượng vũ đang ở nghiên cứu kia đem nàng từ nghiêm đại nhân trong tay bắt được chìa khóa ngay từ đầu nàng cho rằng chỉ là bình thường chìa khóa, thẳng đến mở cửa không ra lúc sau, nàng mới tinh tế nghiên cứu, này một nghiên cứu mới phát hiện PS. Dư lại tam chương ban ngày đổi mới Nga tấu chương xong. Chương 360 Phản Cung Phượng Vũ ngạc nhiên phát hiện, này cái sao trời chìa khóa cư nhiên là bị hạ quá linh hồn ấn ký, trừ phi nghiêm đại nhân bản nhân, những người khác căn bản là mở không ra. Nghĩ vậy, Phượng Vũ quả thực muốn học máu. Nàng thật vất vả phối hợp Phượng Lưu các nàng diễn sau này ra cầu huyết diễn, sau đó lại bị báo cho nàng bạch diễn. Như thế nào sẽ có như vậy hố sự? Đúng lúc này, Phượng Vũ phát hiện bờ sông Biên không ngừng có bóng người đi lại tiến cũng vào không được nàng chỉ có thể tạm thời trước áp xuống chuyện này, nhận túng ai. Phượng Vũ xoa xoa ngực vị trí thật sự không cam lòng a à, nhưng vẫn là không thể không đem chìa khóa nắm chặt ở lòng bàn tay yên lặng trở về đi nghiêm phu nhân giờ phút này đang ở điên cuồng khiển người tìm kiếm phượng vũ. Tả phu nhân thật là khó hiểu. Còn lại phu nhân cũng đều mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Phượng vũ, nàng sẽ y thuật, tiền phu nhân nhíu mày, chuyện này không có khả năng đi. Triệu phu nhân cũng vẻ mặt nghi hoặc, không nghe nói qua phượng gia kia nha đầu sẽ y thuật a à, nghiêm phu nhân nên sẽ không nghĩ sai rồi đi. Mặt khác phu nhân cũng đều ngồi ở cùng nhau, lẫn nhau nghị luận, các nàng tất cả đều cho rằng Nghiêm phu nhân nhất định là điên rồi. Còn có người âm thầm nói thầm, Nghiêm phu nhân nên không phải là không nghĩ đường di nương sinh hạ hài tử đi, cho nên cố ý tìm Phượng gia nha đầu tới trị liệu. Nhưng này cũng quá ngu xuẩn đi, nếu thật sự muốn lộng rất đường di nương, dùng biện pháp gì không tốt, một hai phải ở trước mắt bao người mang tai mang tiếng. Nghiêm phu nhân như vậy người thông minh, không giống sẽ làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Những lời này, nghiêm phu nhân đều nghe vào trong tai. Nàng sắc mặt đã khó coi đến mức tận cùng. Nàng cặp ghi âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm nghiêm nghiên cùng Phượng lưu liếc mắt một cái, này bút chướng, thu sau lại tính. Tìm được Phượng vũ không có. Nghiêm phu nhân chừng mắt nghiêm quản ra, gần như nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm quản gia tuy rằng không biết Nghiêm phu nhân dụng ý, nhưng vẫn là lắc đầu, đám người hỗn loạn, Phượng Vũ tiểu thư không biết chạy chạy đi đâu. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là rất khó tìm. Đúng lúc này, một bóng người đi đến nghiêm nghiên bên người, bám vào người ở nàng bên tay nói một câu nói. Người này là vẫn luôn đều không có ra tiếng Tả Thanh Vũ. Cũng chính là Tả Thanh Loan thân muội muội. Nghiêm Nghiên nháy mắt đôi mắt lóe sáng nàng nên sẽ không sấn loạn trộm nhà của chúng ta đồ vật đi. Vẫn luôn ngồi ở góc nghiêm nghiên đột nhiên ngang ngược một câu, những lời này khiến cho mọi người chú ý. Thật sự, nghiêm nghiên nắm chặt nắm tay, nàng hiện tại hận không thể đem phượng vũ kéo xuống thủy, các nàng ra từ bắc cảnh thành trở về, một nghèo hai trắng, nhìn cái gì đều cảm thấy là thứ tốt. Nhất định là sấn chạy loạn đi trộm nhà của chúng ta đồ vật. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ, sẽ có loại này khả năng tính sao? Kỳ thật này hết thảy đều là phượng vũ thiết hạ quỷ kế. Nghiêm nghiên đứng lên, lớn tiếng nói, các người cũng thấy, vừa rồi là nàng cố ý túm chúng ta nhằm phía đường di nương, kỳ thật. Đây đều là nàng thiết kế tốt. Phong tầm chỉ cảm thấy nghiêm nghiên đầu óc có vấn đề, trắng nàng liếc mắt một cái, vừa rồi ngươi không phải còn thừa nhận là phượng lưu thiết kế sao. Hiện tại lại biến thành phượng vũ. Hà hà, biểu ca, ngươi thật là quá ngây thơ rồi nghiêm nghiên phản ứng thực mau nàng nói ta sở dĩ nói như vậy chính là vì thả lỏng đối phượng vũ cảnh giác làm nàng cho rằng chúng ta hai người chó cắn chó cho nhau dính líu sau đó nàng liền có cơ hội đi trộm đồ vật phòng tầm tức giận đến muốn đánh người nghiêm nghiên lúc trước dính líu phượng lưu người là ngươi hiện tại nói phượng vũ cũng là ngươi khẩu chỗ chống lời nói ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào ngươi cho rằng đại gia sẽ tin sao tấu trương xong mươi 361 bị hố thảm phượng vũ. Nghiêm nhiên đôi mắt chân thành tha thiết mà nghiêm túc biểu ca ta nói đều là thật sự. Không tin ngươi hỏi Phượng Lưu. Phượng Lưu cũng nghiêm túc gật đầu kỳ thật vừa rồi ta cùng nghiêm nghiên là ở diễn kịch thử Phượng Vũ bằng không thử không ra nàng nguyên hình. Hiện tại các ngươi chỉ cần hướng tàng bảo khố bên kia tìm liền nhất định có thể tìm được Phượng Vũ vì đem tội danh vu oan đến phượng vũ trên người liền tính nàng không ở tàng bảo khố phương hướng nghiêm người nhà tìm được nàng thời điểm cũng nhất định sẽ là ở tàng bảo khố phương hướng điểm này nghiêm nghiên cùng phượng lưu tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hai người vừa rồi cho nhau xé hiện tại vì vu oan phượng vũ lại ở bên nhau hợp tác rồi đại gia trong lòng đều có chút nghi hoặc chẳng lẽ phượng vũ thật sự muốn ở nghiêm phù trộm đồ vật chính là nghiêm tộc có thứ gì đáng giá người nhớ thương đâu Nghiêm đại nhân chỉ cảm thấy Phượng Lưu cùng nghiêm nghiên hồ nháo. Người sáng suốt đều xem ra tới, nghiêm nghiên nói nói có bao nhiêu gượng ép. Nhưng là, nghiêm nghiên dù sao cũng là hắn nữ nhi, này hại di nương thanh danh không dễ nghe, nếu có thể tái giá đến Phượng Vũ trên đầu, nghiêm đại nhân cảm thấy này thực hảo. Đến nỗi Phượng Vũ dù sao là một cái phế bỏ cô nương, quay đầu lại khiến cho Phượng Diễm Phong làm lại bộ tả thị lang vị trí, coi như là bồi thường nàng. Nghĩ vậy, nghiêm đại nhân một sờ ống tay áo. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt đại biến. Ta chìa khóa không thấy." Nghiêm đại nhân ánh mắt đột biến, ánh mắt co chặt. Nghiêm đại nhân nguyên bản là tưởng diễn một hồi, tỏ vẻ chính mình chìa khóa rớt, chính là một mặt ống tay áo. Mẹ nó cư nhiên thật sự không chìa khóa. Lần này tử, hắn trên trán mồ hôi lạnh liền xoát 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 đi xuống rớt. Mọi người đều nhìn Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân trên trán còn toát ra mồ hôi lạnh, này thật đúng là thần kỹ thuật diễn a nhưng vẫn là có cấp dưới thực nề tình hỏi nghiêm đại nhân ngài nơi nào chìa khóa ném à tàng bảo các nghiêm đại nhân ánh mắt run rẩy nghiêm ra tàng bảo các chìa khóa ta vẫn luôn tùy thân mang theo như thế nào sẽ không thấy là phượng vũ nghiêm nghiên trong giây lát đứng lên ánh mắt đại lượng tuy rằng nghiêm nghiên biết lấy phượng vũ thực lực nàng tuyệt đối không có khả năng từ phụ thân đại nhân trong tay lấy đi tàng bảo các chìa khóa chính là lúc này nàng còn quản này đó đương nhiên là tưởng nói như thế nào nói như thế nào nghiêm nghiên lớn tiếng nói vừa rồi phượng vũ cố ý đem chúng ta đẩy qua đi đâm đường di nương khi đó phụ thân ngài không phải trải qua bên người nàng sao ngài thận trọng đường di nương kinh hoàng thất thố dưới tất nhiên sẽ không chú ý ống tay áo cho nên bị phượng vũ thuận đi rồi chìa khóa thật là lợi hại thủ đoạn hảo đa mưu túc trí phượng vũ a nghiêm nghiên không có như vậy chỉ số thông minh những lời này đều là đứng ở nàng phía sau tà thanh vũ giáo nàng giờ khác này nghiêm nghiên chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trao nàng biết đây là chân tướng nhưng là nghiêm phù nhất định sẽ đem sự tình định tính vì như vậy đến nỗi phượng tộc ha hà phượng tộc hiện tại tộc trưởng là phượng diễm phong phượng lưu thân cha hy sinh thân sinh nữ nhi vẫn là hy sinh chất nữ nhi này còn dùng đoán sao phượng diễm phong là cách tường đầu thảo hắn người này tốc lấy ích lợi làm trọng nơi nào đến lợi liền hướng nơi nào dựa sát nghe nghiêm nghiên như vậy vừa nói hắn nháy mắt liền minh bạch làm phượng vũ bối cái này hắc oa là tốt nhất lựa chọn hảo một cái phượng vũ phượng diễm phong một bộ giận không thể ắt bộ dáng vô cùng đau đớn nói nguyên bản nàng làm người vẫn là hảo hảo không nghĩ tới tu vi bị phế hậu tâm tính thế nhưng trở nên như thế cực đoan hẹp hòi đại phu nhân vội đi theo khuyên nhủ, lão gia, này không phải ngươi sai, rốt cuộc mấy năm nay, các nàng một nhà đều ở tại Bắc Cảnh Thành, ngươi liền tính tưởng giúp đỡ khai đạo giáo dưỡng. Cũng là ngoài tầm tay với A, ai, đứa nhỏ này hiện tại là hoàn toàn bị dưỡng oai thật là làm nhân tâm đau A. À. Tấu chương xong. Chương 362 quân thái tử đại giá Quang Lâm đại phu nhân không chỉ có chứng thực phượng vũ phẩm tính không tốt lại nhân cơ hội đen phượng vũ kia mỹ nhân mẫu thân một phen thật không phải nhân vật đơn giản phượng diễm phong đối nghiêm thế phàm ôm quyền nghiêm đại nhân là ta phượng tập dạy dỗ không tốt ra như vậy cô nương nhà đầu này hạ quan là giáo không đứng dậy hiện tại toàn quyền giao phó cấp nghiêm đại nhân ngươi muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được nghiêm đại nhân cười lạnh một tiếng cũng không trả lời Nghiêm Nghiên cùng Phượng Lưu liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vui sướng chi sắc. Nghiêm Nghiên càng là gắt gao nắm lấy Tả Thanh Vũ tay, đối nàng tràn ngập cảm kích. "Hảo thông minh Tả Thanh Vũ, bất quá xăm ba câu, không chỉ có phủi sạch nàng cùng Phượng Lưu, lại còn có đem cái này nồi hung hăng khấu ở Phượng Vũ trên đầu. Làm nàng như thế nào chích đều chích không xong, về sau Phượng Vũ sẽ đã chịu nghìn người sở chỉ." "Phượng Vũ, nàng đời này xong rồi." Tả Thanh Vũ khóe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung, ở trong lòng ám nhạc, không nghĩ tới hiện tại Phượng Vũ, không chịu được như thế một kích Phượng Vũ cũng không biết nơi này phát sinh sự. Nàng khai không được tàng kim các khóa, chính quẩy một cái lộ, từ mặt bên mà đến. Đường nàng đã đến thời điểm, mọi người xem nàng ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng không tốt. Phượng Vũ có thể rõ ràng cảm giác được đại gia đối nàng thái độ, càng thêm không hiểu hảo. Nơi nào tìm được Phượng Ngũ cô nương? Nghiêm nghiên hỏi nghiêm quản gia bị công đạo quá nghiêm quản gia nói, chúng ta tìm được phượng ngũ tiểu thư thời điểm, nàng đang ở ánh trăng tháp phụ cận. Ánh trăng tháp, đúng là tàng bảo các phụ cận. Phượng vũ, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì hào rào biển? Nghiêm nghiên bộ mặt giữ tợn mà vặn vẹo, tim tế cầm cao cao nâng, ngạo kiều mà đắc ý, phượng vũ mày nhíu lại. Nhìn về phía phong tầm, phát sinh sự tình gì? Phong tầm cả giận, nghiêm nghiên vu hãm người trộm đạo nghiêm đại nhân chìa khóa, muốn đi trộm nhà bọn họ tàng bảo các đồ vật đâu hơn nữa người đại bá nói muốn đem ngươi giao cho nghiêm đại nhân tùy ý hắn xử trí ngươi phượng vũ mày nhíu lại ánh mắt phức tạp liếc nghiêm nghiên liếc mắt một cái không nghĩ tới nàng cư nhiên chân tướng chẳng qua nàng như thế nào cũng chưa đoán trước đến kia chìa khóa chính mình đánh không lại cho nên lại yên lặng đã trở lại chẳng qua phượng vũ không khỏi nhìn phượng diễm phong liếc mắt một cái nhà nàng vị này đại bá thật đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy a phía trước còn nghĩ đem nàng đưa cho quân lâm uyên đương tiểu tiếp, hiện tại yêu cầu nàng hăng hái phượng lưu, lại có thể đổi về hắn muốn chức vụ, không chút do dự liền đem nàng bán. Phượng vũ nội tâm hiện lên một mặt lạnh nhạt, ánh mắt hơi con lại, kia tiêm nồng đậm cuốn như quạt lông đôi mắt hơi rũ, đem sở hữu thần sắc thu hết đáy mắt. Nghiêm nghiên liền không có nghĩ tới, nàng dám rời đi cũng đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị sao. Nàng Phượng Vũ là như thế này ngu xuẩn người sao? Phượng Vũ, mọi người đều ở chỗ này, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở ánh trăng tháp phụ cận ngươi tới giải thích a à? Nghiêm nghiên hùng hổ dọa ngươi. Phượng Vũ mày nhíu lại, đang muốn nói chuyện thời điểm. Bên ngoài truyền đến một trận kích động mà hưng phấn thanh âm thái từ điện hạ đến thái từ điện hạ. Ở đây người tất cả đều ngốc vòng. Thái từ quân lâm uyên. Hắn đại biểu cho trên bầu trời nhất sáng lạn loá mắt thái dương. Cao cao tại thượng, cao không thể phàn, cao quý chỉ có thể xa xem nhìn lên nếu ai có thể cùng quân thái tử xuất hiện ở cùng cái trường hợp kia đều là có thể thổi ban năm sự. Quân điện hạ tới. Quan trường chìm nổi nhiều năm, tâm như gương hồ, đa mưu túc trí như nghiêm đại nhân, hắn đều không khỏi hai đầu gối mềm nhũn. Hắn cảm thấy chính mình nghe lầm, không khỏi lại hỏi một câu. Quân điện hạ, quân thái tử, quân lâm uyên thái tử. t vội toàn bộ ban ngày, hiện tại dạng sáng 4 điểm đuổi bản thảo Nga buồn ngủ quá ô ô ô như vậy nỗ lực ta các ngươi có cho hay không đề cử phiếu nha ha ha tiếp tục gõ chữ đi kéo tấu chương xong chương 363 quân lâm uyên xuất hiện lại làm phượng vũ có chút yêu sầu nhị quản gia liên tục gật đầu chính là quân thái tử thiên chân vạn xác lại còn có đánh thái tử nghi thức nói là phải cho lão thái thái chúc họ nghiêm phủ nơi nào tới phúc khí có thể làm quân thái tử hu tôn hàng quý tự mình đã đến ở đây người chán thượng đều hiện lên một mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Nghiêm gia, đây là muốn đắc đạo thăng thiên sao? Nghiêm đại nhân đã hì toàn thân run rẩy, hắn liêu hạ bào, nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi. Lần này lão thái thái tiệc mừng thọ trong triều văn võ bá quan tới không ít lúc này. Mênh mông đám người tất cả đều ra bên ngoài phóng đi thực mau liền quỳ đầy đất này đó nguyên bản đối phượng vũ khinh thường nhìn lại, nghị luận sôi nổi vây xem quần chúng, lúc này nơi nào còn có thời gian vây xem phượng vũ bắt quái, tất cả đều quỳ xuống đất chờ đón. Các đại nhân quỳ bên trái một loạt, các phu nhân quỳ bên phải một loạt. Nghiêm nghiên cùng phượng lưu quỳ gối một khối, giờ phút này nghiêm nghiên, nội tâm đã nhảy nhót muốn bay lên tới. Quần thái từ cơ hồ không thế nào đi đại thần trong phủ chính là, hắn vì cái gì hưu tôn hàng quý tới nghiêm gia. Rốt cuộc là vì ai? nghiêm nghiên nghĩ tới nghĩ lui đều chỉ nghĩ tới rồi chính mình. Nguyên nhân chính là vì như thế, nghiêm nghiên trên mặt thẹn thùng như ánh bình minh, đôi mắt lộng lẫy sáng ngời như điểm sơn. Quân thái tử thật sự liền như vậy thích nàng sao? Thật sự hảo thẹn thùng đâu quân lâm uyên ở vạn chúng chú mục trung lên sân khấu. Hắn một thân huyền sắc áo choàng thâm đông mùa, gầy cao dài thân hình thượng ngoại khoác một kiện mau nhung mượt mà gió to sưởng, lộ ra quanh thân tôn quý cùng khí phách hắn đi đường không nhanh không chậm lại khí chàng cực cường. Dung nhan điên đảo chúng sinh lại không đề bụng. Tinh mắt thâm thúy mà khó lường, thần sắc quả cảm mà lãnh lệ, ánh mắt sâu thẳm, nhàn nhạt thoáng nhìn, liền như sắc bén hàn nhận đâm thủng da thịt. Điện hạ, nguyên bản gặp mặt quân lâm uyên, văn võ đại thần cũng không cần quỳ xuống, nhưng không biết từ khi nào khởi, nhìn thấy quân lâm uyên thời điểm, đại gia liền không tự chủ được quỳ xuống. Thậm chí không dám đối tượng hắn tầm mắt. Quân võ đế quốc thành lập đế quốc nhiều năm như vậy cũng gần chỉ ra quá như vậy một vị tiệt thế thái tử. Điện hạ nghiêm đại nhân đi đầu quỳ gối đằng trước hắn thần sắc cung kính. Ánh mắt nghiêm túc không dám có chút chậm trễ. Người khác cũng đều cung cung kính kính buông xuống ánh mắt không dám có chút nhìn trộm. Chính là từ vào cửa khởi quân lâm uyên gặp kia lãnh lệ như hàn băng thâm mắt liền nhìn chằm chằm một phương hướng, một đường đi, một đường nhìn chằm chằm ánh mắt sâu thẳm khó lường. Trầm liễm hung ác nham hiểm. Phượng Vũ nhìn đến quân Lâm Uyên lại đây, hơi hơi nhíu mày. Nàng tại hành động phía trước đã sớm thiết kế vài bộ phương án, ứng phó bất đồng trạng huống phát sinh, cho nên, mặc dù hiện tại bị nghiêm 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 đại nhân, Phượng Lưu Phượng Diễm phong hố. Nàng đều lão thần khắp nơi, khí định thần nhàn. Chính là quân Lâm Uyên xuất hiện lại làm Phượng Vũ có chút yêu sầu. Quân Lâm Uyên, phong tầm, còn có ngự minh dạ bọn họ thật sự đều là chuyên nghiệp hố nàng, mỗi lần đều hố nàng dục tiên dục từ hận không thể đấm chết bọn họ. Nhìn đến quân lâm uyên, phượng vũ còn không có phản ứng, nhưng là nàng trong không gian thải phượng Điều đã kinh ngồi dậy. a a a a hắn 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 hắn. Này con chim nhỏ cũng không dễ dàng, chờ mong đã lâu vinh quang dị hỏa bị quân thiên hạ cùng phượng thổ thổ đều phân, che chở đã lâu để nhị nhiều lần dị hỏa lại bị quân lâm uyên rút ra. Đối phương còn Mỹ kỳ danh rằng, ta là ở cứu người A, ha ha. Phượng Vũ nghĩ vậy sự kiện liền mặt mũi thượng miễn cưỡng tươi cười đều tễ không ra. Cặp kia nguyên bản lộng lẫy nếu Ngân Hà Linh mắt giờ phút này lại giống bị bậc lửa ngọn lửa, nhảy lên ngọn lửa. Quân Lâm Uyên thẳng tắp chiều Phượng Vũ mà đi tấu chương xong. Chương 364 Tiệt xác thiếu niên thiếu nữ Cuối cùng, hắn kia trường mà thẳng chân, tạm dừng ở phượng vũ trước mặt, quân lâm uyên nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt như xương lạnh bao phủ, hàn mà lãnh. Này không biết người tốt tâm nha đầu. Quân lâm uyên nghĩ đến chính mình tìm người cứu nàng lại bị nàng cắn ngược lại một cái, trong lòng cũng có khí, vì thế. Liền như vậy thẳng tắc trường mắt phượng vũ. Trong lúc nhất thời, chung quanh khí chẳng giống như bị xương lạnh bao phủ, dáng đến băng điểm. Không ít người đều trộm ngẩng đầu, khóe mắt dư quang trộm ngắm trước mắt một màn này hào kỳ quái. Quân thái tử như thế nào liền sinh sôi dừng lại ở phượng vũ trước mặt. Giống như hắn hôm nay chính là vì phượng vũ mà đến giống nhau, chẳng lẽ bọn họ quan hệ không giống bình thường sao? Trước mắt thiếu niên cao dài thẳng thắn, hình dáng sâu thẳm, dung nhan tiệt sắc khí chàng cường đại, trí cường phương giả. Trước mắt thiếu nữ dáng người tinh tế, ngũ quan nghiên lệ. Điền đảo chúng sinh, khuynh quốc huynh thành, tiên tư ngọc cốt. Bọn họ đối diện mà đứng, giống như thế gian đẹp nhất bức họa cuộn tròn, gió thổi khởi gợn sóng, vạt áo phiêu phiêu, lưu luyến nếu tiên. Hảo Mỹ hình ảnh. Phượng lưu nghiêm nghiên tả thanh vũ cùng với ở đây sở hữu tuổi thanh xuân thiếu nữ, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, một cổ vô danh ghen ghét chi hỏa từ trong lồng ngực nhắm thẳng thượng nhảy. Tức giận Nga, nghiêm đại nhân cùng Phượng Diễm Phong cũng liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Nghiêm đại nhân, Phượng Vũ cùng quân thái tử. Phượng Diễm Phong, không có khả năng đi. Nghiêm đại nhân, nếu là thật sự, Phượng Vũ cáo trạng. Phượng Diễm Phong, vậy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phượng Diễm Phong đã ở suy xét nếu quân Lâm Uyên thật sự bênh vực người mình Phượng Vũ, hắn phải làm như thế nào mới có thể thắng hồi Phượng Vũ kia trái tim. Liền ở nhân tâm di động tâm tư khác nhau thời điểm quân Lâm Uyên kia bạc tình môi, hơi hơi dơ lên, ngữ khí tà tứ không kiềm chế được mang theo một mặt trào phúng chi sắc như thế nào lại là ngươi. Gì? Này rõ ràng, không kiên nhẫn, ghét bỏ biểu tình quả thực làm ở đây nhân tâm hoa nộ phóng, hưng phấn không thôi a à. Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, lời này, chẳng lẽ không nên là ta hỏi sao? Quân Lâm Nguyên ngạo kiều liếc Phượng Vũ liếc mắt một cái, ta đi đến nào, ngươi liền theo tới chỗ nào, Phượng Vũ, không nhìn đến ta, ngươi ăn không vô ngủ không được đúng không? Xôn xao quân Lâm Nguyên lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Quân Thái tử trước sau như một sắc bén độc miệng hắn lời này ý tứ chẳng phải là nói phượng vũ hoa si hắn quấn lấy hắn nguyên lai nghiêm nghiên phía trước lời nói là thật sự a à. thật không nghĩ tới phượng vũ lại là người như vậy phượng vũ thiếu chút nữa không bị quân lâm uyên nói cấp tức chết nàng như vậy bình tĩnh thong dong bình thản ung dung người mỗi lần đều sẽ bị quân lâm uyên khí đến hộc máu phượng vũ hít sâu một hơi tự luyến là một loại bệnh đến chỉ. Quân Lâm Uyên kia không thể bắt bẻ thâm thúy dung nhan, giống như không lường được vực sâu, hắn giơ tay bắt lấy Phượng Vũ, người cùng ta lại đây. Nói, quân Lâm Uyên trực tiếp liền đem Phượng Vũ sách đi rồi. Buông tay. Phượng Vũ bị túm một trận lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, chính là hai bên thực lực quá mức cách xa thế cho nên Phượng Vũ bị cường ngạnh túm đi mà không có nửa điểm sức phản kháng. Hơi đi xa vài bước quân Lâm Uyên liền trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phượng Vũ, người muốn cái gì? ta không biết ngươi nói cái gì phượng vũ kiêu ngạo nâng trơn bóng tinh tế cằm nếu không có mục đích ngươi sẽ đến nghiêm phù quân lâm Nguyên nhìn chằm chằm phượng vũ ngươi muốn cái gì phượng vũ cắn răng cặp kia bị ngọn lửa bật lửa tinh mắt nhìn chằm chằm quân lâm uyên giống như tức giận tiểu thú ở quân lâm uyên xem ra thế nhưng rác hết sức đáng yêu hảo tưởng sờ sờ này chỉ đầu nhỏ khụ khụ quân thái tử nắm tay để ở bên môi, ánh mắt sâu thẳm, sâu không lường được, nếu ngươi không nói ngươi muốn cái gì, ta hủy hoại cái gì, tin hay không? Tấu chương xong. Chương 365 quân tiểu làm 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 làm. Đây là sách quả quả uy hiếp, Phượng Vũ phát hiện chính mình thế nhưng thật sự chịu hắn uy hiếp. Ngươi có bệnh a? À? Phượng Vũ khó thở, khi dễ ta rất có ý tứ sao? quân thái tử cư nhiên còn làm như có thật gật đầu, rất có ý tứ. Đặc biệt là nhìn tiểu nha đầu tạc mau rồi lại không thể không ở trước mặt hắn trang túng bộ dáng đặc biệt có ý tứ đâu. Phượng Vũ hít sâu một hơi, quân lâm uyên này cái gì tật xấu. Nhưng lấy nàng đối quân lâm uyên hiểu biết, nàng phi thường rõ ràng, hắn thật sự sẽ làm ra hố nàng hố đến hộc máu sự. Ta sẽ không nói cho ngươi. Sao trời mảnh nhỏ, Phượng Vũ cùng quân lâm uyên thanh âm đồng thời vang lên. Phượng Vũ thâm mắt co chặt, giống như gặp quỷ trừng mắt Quân Lâm Uyên. Mà Quân Lâm Uyên kia tiệt sắc dung nhan thượng, là không chút để ý đắc ý, người như thế nào đoán được. Phượng Vũ hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi. Nếu hắn có thể nói ra sao trời mảnh nhỏ này bốn chữ, đã nói lên hắn con nắm chắc. Quân Lâm Uyên không nhanh không chậm liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất nàng hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề. Hắn không hề để ý tới nàng, mà là trực tiếp ném xuống Phượng Vũ trở về đi mọi người xem quân lâm uyên này thái độ đều có chút trợn tròn mắt quân thái từ cùng phượng vũ rốt cuộc là cái gì quan hệ làm người nắm lấy không ra a à? quân lão đại phong tầm nhìn đến quân lâm uyên trở về rất là hưng phấn sông lên đi vội vã nói quân lão đại vừa rồi phượng tiểu vũ đều theo như ngươi nói đi quân lâm uyên hồ nghi liếc phong tầm liếc mắt một cái cái gì Phong tầm chụp chính mình đầu một chút đối Nga, Phượng Tiểu Vũ cùng quân lão đại vẫn luôn không đối phó, quân lão đại sao có thể sẽ giúp nàng. Chính mình đây là đầu óc trừ sao? Nghĩ vậy, Phong tầm gắt gao nhìn chằm chằm quân Lâm Uyên, quân lão đại, quân lão đại, người nhưng nhất định phải vì Phượng Tiểu Vũ chủ trì công đạo. Bằng không lần này nàng thật sự phải bị người khác hại chết. Dù sao ta là nhất định phải giúp Phượng Tiểu Vũ, người coi như là giúp ta nghiêm đại nhân cơ hồ phải bị phong tầm tức chết rồi phong tầm vẫn là nhà bọn họ thân thích đâu như vậy không lựa lời rõ ràng chính là nói bọn họ muốn hại chết phượng vũ nào có khuỷu tay như vậy ra bên ngoài quài quân thái tử không chút để ý liếc mắt nhìn hắn phong tầm ngươi về nhà chiếu chiếu gương đi phong tầm ta mặc kệ, dù sao ngươi đến giúp phượng tiểu vũ những người khác đều nhìn chằm chằm quân thái tử hắn thật sự muốn thiên giúp phượng vũ sao quân thái từ lương bạc môi hơi hơi thượng chọn không chút để ý cười lạnh một tiếng ấu chỉ. còn lại người toàn nhẹ nhàng thở ra quân thái từ cùng phượng vũ không có tư tình liền tính phong tầm như vậy đề ra hắn cũng không có đáp ứng thiên giúp có thể thấy được hắn đối phượng vũ là thật sự ghét bỏ cùng không kiên nhẫn quân lâm uyên phản ứng không biết làm nhiều ít thiếu nữ đem tâm thả lại trong bụng đi lúc này phong quản gia không biết từ nơi nào lấy ra xa hoa tôn quý ghế bành hướng chủ vị một phóng quân lâm uyên đương nhiên nhập tòa còn lại người đương nhiên quỳ xuống ở đây chỉ có phượng vũ một người đứng thẳng phượng diễm phong bệnh tim đều mau bị dọa ra tới cũng không biết phượng vũ này nha đầu túi cọng dây thần kinh nào không đúng thế nhưng hành xử khác người đứng phượng diễm phong không ngừng cấp phượng vũ đưa mắt ra hiệu xử mí mắt đều mau rút gân nhưng phượng vũ lại như cũ thanh tùng ngạo nghễ đứng thẳng giống như không cốc u lan biết chung hàn mai Phượng Diễm Phong thiếu chút nữa bị khí hộc máu. Phượng ra như thế nào liền ra như vậy một cái chày gỗ. Quân Lâm Nguyên cặp kia lạnh lẽo âm lệ mắt. Từ Phượng Vũ kia điên đảo chúng sinh dung nhan thượng sệt qua theo sau liền nhìn chầm chầm nghiêm thế phàm tiếp tục. a à, Bị quân thái tử nhìn chầm chầm mặc dù quan trường chìm nổi nhiều năm nghiêm thế phàm đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tấu chương xong. chương 366 Kerry toàn trường 1. Phòng quản gia ánh mắt nhàn nhạt nghiêm đại nhân, thái tử điện hạ bất quá là tới xem náo nhiệt các ngươi nên như thế nào, vẫn là như thế nào. Tuần xem náo nhiệt hai không giúp đỡ được đến quân thái tử thái độ sau, nghiêm đại nhân tựa như ăn một viên thuốc an thần, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Nghiêm nghiên hận không thể ở quân lâm uyên trước mặt nhiều xuất sắc vì thế, nàng dành trước mở miệng đem tiền cảnh lược thuật trọng điểm cùng quân lâm uyên tiêm bàn tóm tắt một lần. Cuối cùng, nàng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chầm chầm Phượng Vũ, hiện tại ngươi tới giải thích vì cái gì tất cả mọi người ở hiện trường, mà ngươi lại ở ánh trăng tháp phụ cận. Ngươi không phải tưởng trộm bảo vật lại là vì cái gì? Phượng Vũ ánh mắt sâu thẳm, nàng không có nghiêm túc nghe nghiêm nhiên nói, bởi vì nàng trong đầu có một cái nghi vấn. Vì cái gì quân lâm uyên biết sao trời mảnh nhỏ sự? Nàng là nơi nào lộ ra sơ hở? Hắn là bằng vào cái gì đoán được? người này tâm tư là cỡ nào kín đáo đáng sợ. Phượng Vũ, Phượng Vũ, nghiêm nghiên hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Phượng Vũ, lại thấy Phượng Vũ rõ ràng như đi vào cõi thần tiên. Tức khắc có một loại bị khinh mạn cảm giác nghiêm nghiên một bụng khí. a à, cái gì? Phượng Vũ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt mờ mịt. Phượng Vũ mờ mịt là nghiêm nghiên có một loại bị coi khinh nhục nhã cảm. Phượng Vũ, ngươi không cần làng tránh vấn đề phải biết rằng, ngươi càng là làng tránh, liền có vẻ ngươi càng trột giả. Nghiêm nghiên hùng hổ dọa người, cưỡng bách Phượng Vũ chính diện trả lời. Vẫn là đừng nói nữa đi. Phượng Vũ ánh mắt sâu thẳm. Nghiêm nghiên cười lạnh liên tục ta xem ngươi không phải đừng nói, hơn nữa căn bản giải thích không ra. Phượng Vũ sắc mặt thâm thúy, nghiêm nghiên, ngươi không cần hùng hổ dọa người. Chân tướng ra tới sau, ta sợ ngươi sẽ khóc. Ha ha ha, nghiêm nghiêm nghe vậy, Phảng Phất nghe thấy được đời này tốt nhất nghe chê cười, nàng cười ha ha ra tiếng, "Phượng Vũ a à, Phượng Vũ, ngươi thật là ta đã thấy người giữa, nhất dối trá một cái. Ta cầu xin ngươi không cần bận tâm ta, chạy nhanh nói đi." Phượng Vũ không chút để ý nhìn Nghiêm đại nhân liếc mắt một cái, Nghiêm đại nhân cũng muốn nghe. Nghiêm đại nhân ánh mắt thâm thúy, trong lòng lại vì chi nhất nhảy. "Y quái, Phượng Vũ tu vi không phải bị phế đi sao?" Nhưng là vừa rồi nàng kia không chút để ý thoáng nhìn như thế nào sẽ giống lưỡi dao sắc bén thứ hướng hắn trong lòng. Làm người sờn tóc gáy. Nghiêm đại nhân là thật sự nghi hoặc. Nghiêm thế phàm cảm thấy vừa rồi khẳng định là hắn hoa mắt. Hắn cặp kia hàn nhận đôi mắt nhìn chầm chầm phượng vũ. Phượng ngũ tiểu thư có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Hiện tại quân điện hạ ở việc này tất nhiên công chính công bằng công khai. Ai cũng vu khống không được ngươi. Ở đây như vậy nhiều hai mắt quang nhìn chăm chú hả nếu là nhà khác cô nương khẳng định chân tay co cóng thấp thỏm bất an nhưng là phượng vũ không hổ là phượng vũ nàng đôi tay giao phủ ở phía sau mảnh khảnh dáng người ngạo nghễ mà đứng thu thủy ánh mắt doanh doanh động lòng người ngẫu nhiên có linh quang hiện lên phượng vũ giơ tay lòng bàn tay liền xuất hiện một bụi mang theo lông tơ lá xanh đây là đại gia khó hiểu nhìn phượng vũ chính là nghiêm nghiên lại ngốc lập đương trường nàng nhìn chằm chằm phượng vũ ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới người nơi nào tới cửu u long lưỡi thảo nghiêm cô nương biết đây là cửu u long lưỡi thảo a à, theo sát trương hề hề tức muốn học máu nghiêm nghiên so sánh với phượng vũ lại là như vậy không chút để ý không nhanh không chậm tựa hồ hết thảy đều nắm chắc thắng lợi người nghiêm nghiên cười lạnh một tiếng cửu u long lưỡi thảo có thể tăng cường thể chất đặc biệt là người mang thai nếu thường xuyên ngửi được cửu u long lưỡi thảo khí phỉ đối thai nhi đều sẽ có chỗ lợi cho nên đường di nương trong viện liền gieo trồng một chậu cửu u long lưỡi thảo. Phượng Vũ nhàn nhạt gật đầu, đối tấu chương xong. Chương 367 kế trúng kế. Cho nên ta sẽ xuất hiện ở ánh trăng tháp phụ cận rất kỳ quái sao. Phượng Vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Nghiêm nghiên, những người khác đều khó hiểu nhìn Phượng Vũ. Nghiêm đại nhân càng là nhíu mày, này cửu u long lưỡi thảo, là ta phái người đưa đi, có vấn đề. Phượng Vũ khóe miệng dơ lên một mặt đạm nhiên độ cung, cửu u long lưỡi thảo không có vấn đề, nhưng là nghiêm cô nương thường xuyên đi đường di nương sân đi. Phượng Vũ đạm đạm cười. Là đường di nương không có cách nào ra tới, nhưng là bên người nàng nha hoàn lại không biết khi nào đứng dậy nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nghiêm nghiêm đại tiểu thư thường thường liền sẽ lại đây, hơn nữa thường xuyên sẽ đùa nghịch kia bồn cửu u long lưỡi thảo. Sau lại chúng ta còn kiểm tra rồi bồn hoa bồn đất cũng không phát hiện khác thường, lúc này mới không để ở trong lòng. Ngu xuẩn, Phượng Vũ cười lạnh, ngu xuẩn, mọi người đều khó hiểu nhìn Phượng Vũ, lời này từ đâu mà nói lên liền ở đại gia cho rằng Phượng Vũ muốn nói ra đáp án thời điểm, lại thấy Phượng Vũ rời đi đề tài, nàng nhìn chầm chầm Phượng Lưu kia một thân màu vàng nghệ lưu tiên váy, cười như không cười. Nghiêm cô nương đi các ngươi sân thời điểm, có phải hay không thường xuyên xuyên này một thân? Đường di nương nha hoàn kêu tiểu điệp, nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đôi mắt sáng người, đối. Chính là này một thân, đại tiểu thư tới thời điểm, thường xuyên là này một thân váy. Chẳng lẽ này váy có vấn đề sao? phượng vũ này đông một câu tây một câu lôi kéo người khác đều còn khó hiểu chính là nghiêm nghiên sắc mặt cũng đã tái nhợt vài phần nàng oán hận chừng mắt phượng vũ tức muốn hộc máu nói ta xuyên cái gì váy người quản được sao phượng vũ đạm đạm cười không nhanh không chậm nói ta là quản không được nhưng có người quản a à? nói phượng vũ quay đầu nhìn phía nghiêm đại nhân nghiêm cô nương cái này trên váy nhuộm dần vô sắc vô vị cây nghệ lá khô thảo nước nghiêm đại nhân là chuẩn bị làm như không thấy sao cây nghệ lá khô thảo nước. Bạch dược sư kinh hô một tiếng, này hai dung hợp cùng nhau nói, chính là sẽ dẫn phát độc tố, ra tốc máu lưu động, người mang thai nghe lâu rồi, chính là sẽ hoạt thai. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn phía nghiêm nghiên. Nghiêm nghiên cười lạnh một tiếng, phượng vũ, người nói hưu nói vượn cái gì? Nghiêm nghiên quay đầu đối mọi người lớn tiếng nói, ta nghiêm nghiên có thể thề với trời. Ta quần áo thượng không có lây dính cây nghệ lá khô thảo nước ta cũng hoàn toàn không biết cựu u long lưỡi thảo cùng cây nghệ lá khô thảo nước dung hợp sau sẽ sinh ra hoạt thai hiệu ứng không tin cái này váy ta có thể giao ra đây cha nghiêm nghiên nói lời lẽ chính đáng thiết cốt tranh tranh thản nhiên mà chân thành trong lúc nhất thời đại gia nhìn phượng vũ ánh mắt đều có chút thay đổi chẳng lẽ là phượng vũ ở bôi nhọ nghiêm nghiên sự tình phát triển đến bây giờ đã làm rất nhiều người sờ không được đầu óc hảo ta tới kiểm tra bạch dược sư nghiêm túc nói nếu thái tử điện hạ tin tưởng ta nói từ tiểu quan tới làm cái này kiểm tra như thế nào quân lâm uyên cặp kia nếu như vực sâu sâu không lường được ánh mắt liếc phượng vũ liếc mắt một cái lúc này phàm là nàng hơi chút chịu thua một chút hắn đều có thể thiên vị nàng nhưng nàng cứ nhiên ngạo nghễ mà đứng tin tưởng tràn đầy ân quân thái tử rất có hứng thú nhìn kia giống như ly miêu rảo hoạt nha đầu từ trong lỗ mũi hừ nhẹ ra tiếng Phượng lưu vào nhà thay đổi một kiện quần áo ra tới. Bạch dược sư cầm kia kiện màu vàng nghệ lưu tiên váy muốn đi. Nghiêm nghiên đắc ý rào rạt liếc Phượng vũ liếc mắt một cái. Nguyên bản xem nàng như vậy lời thề son sắt bộ dáng, còn tưởng rằng nàng cái gì đều biết lại nguyên lai like là đoán mỏ a. À. Liền ở nghiêm nghiên đắc ý thời điểm tố chương xong. Chương 368 chân tướng liền đến đây là dừng lại sao? Phượng Lưu bắt lấy tay nàng. Người nghiêm nghiên giận không thể át chừng mắt Phượng Vũ, người có ý tứ gì? Ở đây người cũng đều khó hiểu nhìn Phượng Vũ, nàng đây là muốn làm cái gì? Ngay cả chuẩn bị cầm màu vàng nghệ lưu tiên váy bạch dược sư cũng khó hiểu quay đầu lại. Quân lâm Nguyên kia trương điên đảo chúng sinh góc cạnh rõ ràng thâm thúy hình dáng thượng. Đôi mắt thâm thúy giống như vực sâu. Hắn liền biết này giàu hoạt như tiểu hồ ly nha đầu tiệt không đơn giản nghiêm nghiên loại này ngu xuẩn cô nương, như thế nào đủ nàng chơi đùa. Phượng Vũ bắt lấy Phượng Lưu tay phải, lộ ra tiết sắc cổ tay trắng nõn thượng kia chỉ hồng phỉ vòng tay. Hồng phỉ vòng tay tại minh mị dưới ánh mặt trời, phát ra lóa mắt quang mang, thứ người đôi mắt có chút sinh đau. Phía trước Phượng Vũ liền chú ý tới nghiêm nghiên trên cổ tay này chỉ hồng phỉ vòng tay, nàng xem nghiêm nghiên tưởng trộm giấu đi vì thế, liền cố ý đem lực chú ý chuyển rời đến nàng trên váy. Quả nhiên, nghiêm nhiên thả lỏng cảnh giác như cũ mang theo này chỉ vòng tay. Đường phượng vũ bắt lấy nghiêm nhiên cái tay kia cổ tay thời điểm, đại gia tất cả đều ngạc nhiên phát hiện, nghiêm nhiên toàn thân cứng đờ, sắc mặt càng là tái nhợt không có chút máu. Này chỉ hồng phỉ còn khá xinh đẹp sao? Phượng vũ không chút để ý nói. Bất chi bất giác chung, ở đây nhân tình tự đều bị phượng vũ mang theo đi, nàng làm đại gia ngạc nhiên mọi người đều ngạc nhiên, nàng làm đại gia kích động đại gia liền kích động mà đại gia lại còn không hề biết. Ngươi, ngươi, buông tay. Nghiêm nghiên ra sức dãy rùa. Phượng Vũ hiện giờ đã là cửu cấp linh sư cảnh, mặc dù không phải, nghiêm nghiên cũng tránh thoát, không ra tay nàng. Phượng Vũ tựa như sách theo tiểu kê giống nhau sách theo cái tay kia cổ tay. Ngón tay nhẹ trọn, hồng phỉ rơi vào nàng tay. Đem vòng tay trả lại cho ta. Nghiêm nghiên nóng nảy, nàng hoảng sợ chừng mắt Phượng Vũ. Phượng Vũ nàng cư nhiên biết. Nàng vì cái gì liền cái này đều biết. Nghiêm nghiên quả thực tưởng hộc máu. Nàng cân nhắc quá. Vừa rồi thừa dịp thay quần áo thời điểm, nàng nghĩ tới đem vòng tay cởi ra tới, giấu ở trong phòng, nhưng khi đó nàng nghĩ, dù sao Phượng Vũ cũng không phát hiện này chỉ vòng tay. Nàng vừa lúc mang theo nhục nhã Phượng Vũ. Vì thế, nàng cũng không có đem vòng tay cởi ra tới. Mà là quang minh chính đại mang theo, còn mang thực vui vẻ. Nếu bị người khác phát hiện kia hôm nay nàng này tội danh chẳng phải làm thật. Nghĩ vậy nghiêm Nghiên giống như kẻ điên triều phượng vũ phóng đi, đồng thời, một chi trùy thủ từ ống tay áo chung nhảy ra. Nàng muốn sát phượng vũ diệt khẩu. Phượng vũ khóe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt độ cung, nàng không có động thủ mà là dây lát gian đi vào quân lâm uyên phía sau. Nghiêm nghiên muốn giết phượng vũ trước hết cần lướt qua quân lâm uyên này tòa núi lớn. Không đợi nghiêm nghiên gần người, phong quản ra ống tay áo nhẹ dương, một cổ rời non lấp biển khí lãng liền đã đem nghiêm nghiên mạnh mẽ đẩy ra đại gia tất cả đều khó hiểu nhìn Phượng Vũ cùng nghiêm nghiên hai người kia trong hồ lô rốt cuộc bán chính là cái gì dược. Nhưng là, nơi này người thông minh không ít cho nên không ít người đã mơ mơ hồ hồ đoán được một ít. Phượng Vũ Dương Dương kia chỉ hồng phỉ vòng tay, đối bạch dược sư nói. Cây nghệ lá khô thảo nước ở chỗ này. Phượng Vũ một bên nói, một bên đem kia hồng phỉ vòng tay ném cho bạch dược sư. Cho nên, cái kia váy bất quá là cố ý dẫn Phượng lưu lòi thủ thuật che mắt. Bạch Dược Sư mở ra hồng phỉ vừa nghe, lập tức đôi mắt sáng ngời, không sai, tuy rằng vô sắc vô vị, nhưng xác thật là loại cảm giác này, ta tới thử xem đem cửu u long lưỡi thảo đem nó quậy với nhau. Liền biết kết quả. Bạch Dược Sư lấy ra một bàn tay chỉ thon dài cái chai, thế nhưng trước mặt mọi người đem chúng nó dung hợp đến cùng nhau. Đãi cái chai phản ứng vài phút sau, Bạch Dược Sư đặt ở cánh mũi gian nghe nghe, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến. Tấu chương xong.